tư tâm mà sanh tướng. Nên cái chuyện mà sống trong cái cuộc đời này, đừng có đem những cái không vừa lòng không vừa ý nó để nặng vào tâm làm chi, không có kết quả đâu, không có lợi ích gì cả. Cả cái chuyện vợ chồng gia đình người thân cũng vậy. Chúng ta đã là người biết tu rồi, những gì không cần thiết thì cho nó qua đi, đừng có để trong tâm làm chi, để cho nó lâu mệt lắm. Đã là chất độc mà để lâu thì nó phát tán tới máu thì mình chịu thua, không có thuốc trị, hiểu không? Nên tất cả đại chúng về đây á, nghe đạo nhớ, những cái gì không vừa lòng không vừa ý thì cho qua đi. Những đức thường nói cái câu này rất là đặc biệt để áp dụng: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Đã là thiếu nợ nên bây giờ người ta mới đòi nợ, chứ không tại sao người ta không kênh với người khác mà kênh với mình? Đông y y gì đó mà nó không kênh người kia mà kênh ngay mình à? Rồi đông y y gì đó mà nó không móc túi người khác mà móc túi mình, lấy tiền mình. Mình nói một câu không hiểu, cái gì đâu đi chùa mà nó xui thế ghê. Bởi vì tôi nói với bà đi chùa cũng phải lựa ngày, và đi ngay cái ngày này tôi thấy xui lắm. Đi chùa bị mất tiền mất tiêu, đó là không hiểu nhân quả. Mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng móc túi tiền của họ ngay chùa này nè, ngay chùa. Bây giờ nó chạy một vòng xung quanh, cuối cùng nó quay lại nó móc túi mình lại ngay chùa. Nên khi mình mà đi vô chùa mà bị mắc cái gì đó, mình niệm một câu A Di Đà Phật, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Hiểu không? Đó. Vậy thì quý vị trò nó tích tụ nguồn năng lượng cao độ quá. Rồi á, quý vị dù có giàu có cỡ nào đi chăng, địa vị lớn cỡ nào, nhưng đã vô trong cái hội chúng này rồi, khi ngồi ăn cơm á, có ghế thì ngồi trên ghế, không có ghế thì ngồi đâu cũng được, còn nếu không ngồi đứng luôn. Nhưng mà đặc biệt nhất là cùng đứng cùng ngồi gì ăn cơm, nhưng mà ai cũng là bưng hộp cơm ăn vui vô cùng, ăn vui vẻ vô cùng, thì quý vị là người biết tu rồi đó, biết tu biết hòa nhập chúng rồi đó, biết rồi đó. Còn nếu như nói tờ cái cương vị tôi gì mà đi ngồi ăn cơm đây rồi đứng ở đây thì sao thấy nó kỳ cục quá, không, đừng có nghĩ ngợi gì chứ. Quý vị biết rằng quý vị hòa nhập thử với chúng sanh đi, rồi quý vị sẽ thấy rất là an lạc, rất là vui luôn. Như những đức mỗi ngày là chơi với mấy bà già không à, có nhiều bà cụ già ở trong chùa mình á, thì cũng có những bà cũng khờ khờ, thì những đức khi lợn ngồi chơi với bà nắm lỗ tai bà quay vòng vòng vậy nè, hoặc là chụp đầu mình, phải so đầu mình, bóp đầu mình vậy đó. Có nhiều bà mình đưa mặt hỏi bà mới lấy tay tát mặt cái chát, không? Quý vị thấy không? Nên chơi quen rồi, quen với bà cụ rồi, nó có gì đâu. Đó, nên từ nơi đó quý vị nhập cảnh nhập duyên cùng với chúng sanh á, quý vị mới thấy chúng sanh nó có cái khổ của nó. Thật sự mà nói, con người ai mà mong muốn mình bắt trợn điên cuồng bao giờ đâu quý vị. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên của họ hết phước hết duyên, họ không còn sáng suốt đó. Nên mình là người tu mang một cái tâm tha thứ nó cực kỳ hay luôn. Nên tất cả những cái người mà phục vụ trong chùa mình, ai cũng nên sanh tâm hoan hỷ, nhất là cái nhà bếp. Nhà bếp nãy như Đức kêu mấy cô lên sắp xếp, nói toàn bộ nhà bếp là bên trong nấu ăn đồ này kia là đông đúc dữ lắm. Nên tất cả ban phục vụ ở trong bếp để mà nấu ăn không, còn tất cả những người lạ mặt, những người mà đi lũi vô trong đó là không có được vô, chỉ ăn uống là bên ngoài thôi. Còn nguyên cái nhà bếp phải để vị trí cho người nấu ăn, người làm việc ở trong đó nguyên vẹn trong đó, sắp cho một cái ban người để đứng ở vị trí đó để mà mình coi sắp xếp cho nó ổn định, chứ không phải ai cũng đi nhào vô đó ngồi ăn tứ tung lang tang trong nhà bếp. Thêm một cái nữa, mấy ngày lễ này đông đúc, thí dụ như trước đó thì có người thí dụ như gặp những đức, con muốn phát nước, con muốn phát này phát kia, thì gặp những đức đồng ý thì đem đến. Còn đã là không gặp mà tự nhiên mà bữa nay mà đem đến, hay là ngày mai mà đem đến, là ban tổ chức có quyền đem kêu đem nước này về nhà uống đi, tuyệt đối không cho phát luôn, không cho phát. Vì tôi không biết nguồn gốc nước này ở đâu mà đem đến đây phát. Với thêm cái nữa, biết đâu quý vị đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm gót nước cho bị uống nhiều quá, lại giữa chừng nó mắc tiểu, chạy đi tiểu bỏ lại thì sao? Mục tiêu là mình lại 2000 lại, hiểu chưa? Mục tiêu là mình lại 2000 lại. Nên mình không có nên uống nước nhiều. Mình uống nước nhiều đây rồi mình lại không được sao? Phải không?
giữ cho cái bụng mình nó nhẹ để mình lại lên lại xuống cho nó khỏe. Nên tất cả những người mà tối nay lại năm trong danh hiệu nhớ đó, nghe không? Không có được uống nước mà ực 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 đâu. Uống xong rồi hoặc là cầm theo cái chai nước, mà cầm theo cái chai nước để trước mặt thì mắt khát nước. Bây giờ cái nhăn để chai nước trước mặt mà không uống sao được. Quý vị nghĩ trời ơi, giữa chừng lỡ nó khát sao? Không có khát, không có khát. Quý vị thấy để ý những đức đi nói chuyện 3-4 tiếng đồng hồ không có khát. Nó khát mà cũng không uống thì tự cái cơ thể nó phải điều tiết. Cơ thể mình nó khôn dữ lắm. Quý vị để ý đi, chỗ nào quý vị cần tắm rửa thì cần tắm rửa. Còn cái chỗ nó không cần tắm rửa, quý vị thấy không, quanh năm suốt tháng có tắm đâu. Có cái bao tử của ai tắm nó không? Quý vị coi một ngày quý vị qua bao nhiêu thức ăn qua cái bao tử. Vậy mà quý vị coi quanh năm suốt tháng cái bao tử nó tự điều tiết à. Thấy không, nó tự điều tiết. Còn cái chỗ nào quý vị tắm rửa được thì cái chuyện đó quý vị phải làm phụ nó. Còn cái chỗ nào mà không cần thiết thì nó sẽ tự phát triển. Thí dụ như quý vị không uống nước nhưng mà quý vị lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, từ cái tâm vui niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tâm từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát nó âm hưởng vào tâm mình, nên từ nơi đó mà sanh ra tâm từ bi, mà sanh ra tâm từ bi thì sanh ra pháp vị, mà sanh pháp vị thì tự nhiên khi khô họng á là tự nhiên nước miếng nó tiết ra, cho quý vị uống hoài cũng không hết nữa. Có nghĩa là quý vị uống ực 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 vậy đó, nước miếng mà nó tuôn ra toàn là nước miếng trong không à, không có miếng bọt nữa. Còn quý vị uống nước lạnh vô là càng uống càng khát, càng uống càng khát, mà uống một chút rồi đi ra ngoài luôn. Nên từ nơi đó mà đã kinh nghiệm rồi, nếu muốn lại được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đặc biệt là đừng nên uống nước. Nó có nghĩa là trước thời gian đó 1 tiếng đừng có uống, trước thời gian 1 tiếng đừng uống. Còn trước 1 tiếng kia uống, uống rồi còn tiếng nửa tiếng gì nữa là đi tiểu. Rồi xong hết trơn, mình nói với nó rằng không có được uống nữa nghe con. Rồi là nghỉ uống, rồi bắt đầu là lại đó. Quyết chí đợt này đến đây là lại 2000 lại. Chứ không có bỏ lại nào hết trơn á. Đó, đây là cái chỗ dặn dò cực kỳ quan trọng luôn. Quan trọng dữ lắm đó nghe. Nó nên hôm qua người ta đem đến nguyên một cái đống nước suối. Những đức nói mấy cô, chút người ta ra phát hết đi, đưa người chai hết đi cho bây giờ mấy bà uống đi. Chiều nay đi lại đừng có uống. Nghe không? Thêm cái nữa nè, nhà vệ sinh nó xa. Mình mà mắc tiểu một cái, nội mà mình đi đây đó nhà vệ sinh, rồi từ nhà vệ sinh mà đi lỡ cái chỗ lại thì bèo bèo mình cũng mắc 15 lại 10 lại. Ghê không? Bỏ 15 lại 10 lại đại 15 á, xa vậy đó. Còn ở đây mà đi vô tới đây bảo đảm quý vị mắc 10 lại. Mắc 10 lại rồi đó. Ủa 10 lại rồi. Nên từ nơi đó Hồng nhắc cái chỗ này quan trọng thấy ghê, thấy không? Đó, ha. Rồi thêm cái nữa, mình đi cái kiểu như Đại Tùng Lâm nó xa như vậy, mà kiểu ai người ta cũng đi lại hết trơn à. Chùa chứ nó cũng có bọn ác vô chùa đó. Nó thấy mình lang thang đi có mình, thấy không? Phiền phức. Nhắc chỗ này cũng quan trọng nữa nè. Nên chùa mình ở đây á, mỗi vị trí nhà vệ sinh những đức đều đặc trách, có mấy chú đi canh á, đứng nhà vệ sinh canh. Biết gì không? Lỡ có những cô á, người ta đi vệ sinh á, thì tự nhiên vô đó cỡ nào thì cũng có mấy chú mình đứng ở ngoài 2-3 người. Thì những bọn si cầu que nó không có dám. Ví dụ như nó lỡ nó kêu đưa tiền tôi, thấy không? Ai biết được những sự việc gì nên tính trước, nên mới đưa cho 2-3 chú ngồi ngay nhà vệ sinh canh. Ghê chưa? Canh nhà vệ sinh cho người đi lại Quan Âm. Hiểu không? Rồi quý vị coi như ở đây tất cả các khu ngủ quý vị nhà đức đều cho người đi vòng vòng coi. Còn khi giờ mà đi lại là đi xuống hết, phá cửa là xung quanh rồi. Phá cửa là hết để cho quý vị yên tâm để mà đi lại. Hiểu không? Đó quý vị biết tính từng chút vậy đó. Còn những đức tính luôn, ví dụ như có những cô, những chú người ta nói mệt quá, con mệt quá, bữa nay chắc con lại không nổi thôi, tùy hỷ. Thí dụ, trường hợp gặp trường hợp ta mệt làm sao? Bây giờ người ta nói xin lên trên kia để nằm, mà trên kia thì ta đi tu hết rồi. Thì những đức tính luôn cái chỗ là kêu mấy cô chạy chiếu trong phòng hộ niệm. Chạy chiếu phòng hộ niệm. Ai mà đuối mà nói là tôi lễ không nổi thì những đức đưa vô phòng hộ niệm nằm. Ẩm lắm nghe. Phòng hộ niệm ấm lắm á.
nói nhỏ cho nghe vòng hộ niệm đó đi cũng khoảng 150 bà đó. Cái quay lực ở đó nó mạnh lắm, nên yếu yếu mà đi không được là vô đó đi. Hiểu không? Thì những đứa kêu chạy phía sau vòng hộ niệm rồi à, kêu chạy chiếu rồi, gói mền sẵn luôn. Nếu bây giờ mà đưa quý vị đi lên trên lầu trên kia, lỡ người ta mất tiền, người ta đâu có thử quý vị làm sao? Ai biết à, thấy không? Tình ngay lý gian, thấy không? Tự nhiên mình lên đó, cái tự nhiên với lỡ người ta mất tiền, mất bạc, nói có mình bà ở đây, thấy không? Bà lục vỏ, bà lấy tiền tôi sao? Tôi không biết sự việc đó nghe, tôi phải tính sự việc gì. Nên tôi cũng bố trí cho quý vị chỗ nào. Nhưng mà ở đâu có cái vòng niệm rộng thênh thang, mỗi ngày bà ngồi tu đó với cái chỗ đó cũng đi được 150 bà rồi, hiểu không? Đưa 150 người về cực lạc rồi. Thì từ ngay cái chỗ đó, nếu quý vị mà thọ mạng đến thì nằm đó là đi luôn à. Ngon lắm. Ừ, đã là địa phận muốn giảng sanh mà nằm nó đi là ngon lắm á, đúng không? Rồi những đứa cho người ở đó coi quý vị luôn, cho mấy cô nhóm liên tệ nó ngồi nó coi chưa, thấy không? Không sao, đừng sợ. Nghe kiểu này chắc không có bà nào dám mệt chứ. Không dám mệt à, bây giờ nữ thì nằm phía sau phòng hộ niệm, còn nam thì nằm phía trước phòng hộ niệm. Có hết trơn á, nó không chạy đâu thoát hết. Nó bắt niệm Phật um sùm chỗ đó luôn. Nó thấy không? Rồi đó là nhắc nhở rõ ràng hết trơn rồi đó nghe. Nên quý vị thấy bố trí không? Từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, thành một cái tổ chức mà để mà lo cho người ta không đơn giản nha quý vị. Nó rồi ban bệ từng khâu, từng khâu, từng khâu. Rửa nhà vệ sinh có 6 cô. Rửa liên tục, rửa liên tục. À, cứ là người ta vô, người ta đi một chút là vô xịt nước dội rửa, xịt nước dội rửa. Còn những đứa hướng dẫn cái cô mà rửa nhà vệ sinh, những đứa nói nhớ nghe, có những người ta cái van xài nhiều chục năm. Không, cơ thể mình quý vị lúc còn trẻ gì còn ngon nè. Nhưng mà khi xài mà thời gian lâu á thì van bị hư, bộ phận bên trong bị hư nhiều lắm. Nên có nhiều người mà chạy lắc súp mà tới nhà cầu một cái là không kịp, không kịp ngồi vô nhà cầu luôn, gọi là bên ngoài tá lả. Những đứa rửa nhà sinh, những đứa biết quá mà. Hồi xưa những đứa rửa nhà sinh 2 năm biết quá luôn đó, rồi bắt đầu là đi tá lả âm binh, xong cái họ rửa mông rồi xong cái họ đi, họ để đóng lum lá. Thì mình vô hồi đó những đứa là chuyên gia nghe, không mang bao tay luôn. Những đứa hồi xưa là cái dạng mà ngày xưa những đứa là giống như nói buôn xả đó, bằng đêm ngủ 2 tiếng đó, ăn thì không ăn cơm ăn rau đó, rửa nhà vệ sinh là như buôn xả đó nghe. Nhưng mà lúc đó làm rồi, nhưng mà thật sự nó không phải đạt đến chuẩn cao quá, là tâm nó không được dịu, mà như mình kiêu ngạo ngã mạn, giống mình là người buôn xả, hiểu không? Cơm thì không ăn mà buổi trưa ăn có dĩa rau à. Nó rồi đi rửa nhà vệ sinh thì phân đồ mà ta đi bên ngoài là không có mang bao tay đâu, đều lấy tay không, hốt bốp rồi bỏ vô nhà cầu. Chơi vậy đó. Ừ, mấy năm về trước là toàn là những đứa rửa nhà vệ sinh là vậy đó. Nên cái chuyện mà rửa nhà vệ sinh mà mình cũng nói là thật sự, bởi vì mình làm mẹ, làm cha, nhất là làm mẹ, có con gái mình cũng dạy con gái mình chút. Có những đứa con gái thật sự mà nói, có khi cha mẹ bận quá cứ không có được chỉ dạy, nên có khi con gái lớn rồi mà bày hày. Tại vì mình rửa nhà vệ sinh quá, mình kinh nghiệm quá mà. Có nhiều bà mà ngày tháng mấy bà chè bài, để chè bài ở trong cái hậu rác của người ta. Mình thì cái dạng lúc đó mình tu mình muốn buông xả, phải không? Mình bóc bỏ vô bọc, buộc lại mà mình thấy. Thật sự mà nó bây giờ mình nhớ lại cũng ớt. Màu đó sao làm ghê thiệt, thấy không? Mình làm qua mình mới thấy đúng là có những người nữ họ bày hay thiệt. Người ta trong giới kinh đó là khi mình đến nhà vệ sinh mình còn gõ cửa 3 cái. Tại vì sao? Có những loài quỷ mà nó đi tìm toàn bộ những loại máu, mủ, hôi tanh nó ăn, hiểu chưa? Nên khi mà mình bài ra như vậy thì cái sự tạo nghiệp của mình cũng có. Mà khi người ta nhìn mà gớm cái mình tạo nghiệp. Nói cái này quan trọng lắm nghe trời, chứ không phải không quan trọng đâu. Đừng có nói mà trẻ không, có nhiều bà cũng lớn rồi mà mấy bà cũng bày hay bà cố luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi, thiệt á, chứ không giỡn đâu. Này ta gửi vệ sinh mấy năm nè, kinh nghiệm nè, ha. Đó, nên mình đi đến đâu mình phải gọn. Cái công người ta làm cho mình là mình cũng tổ.
Nên mỗi vị trí mình đều gọn, ăn cơm xong cơm hộp, chỗ nào là sắp hộp cơm thì mình để vô hộp cơm ngay chỗ đó. Chứ không phải là mình nói là có người dọn mình ăn cho mình vứt đại. Người ta dọn là đang làm cho mình, thì phước mình cũng tổn một chút, hiểu chưa? Còn mình gọn được thì đó là cái tâm tích phước. Cái tâm tích phước là cái tâm tạo nghiệp của mình là mình biết liền à. Cái tâm mà bày hay là cái tâm tạo nghiệp. Thí dụ như cái chỗ ngủ của mình dù là nó nằm ở dưới gạch đó, bây giờ nhà ăn của mình mới xây, chưa ăn cơm mà đã sắp xếp cho người ta ngủ rồi, hiểu chưa? Thì bây giờ nằm ngủ vậy đó, nói cho đông người quý vị, người ta trải chiếu đồ, người ta gói mền, người ta để đúng không? Ngủ xong rồi mình xếp cái mền, cái gói. Một cái hành động nhỏ, đơn giản thôi. Khi ngủ thức dậy xếp cái mền, để cái gói đàng hoàng lên. Đây là một cái hành động quan trọng chứ không phải đơn giản nhỏ đâu. Mà mình dạy con cháu được luôn. Người ta nhìn mình là thấy đặc biệt. Nên những đức sắp cho 20 cô là đi vòng vòng tất cả các khu. Khi người ta ngủ xong mà mền gói xếp không ngay, mấy cô tự sắp lại hết. Và chiếu đồ vũ ra và quét bụi đồ cho sạch sẽ, trải lại cho người ta. Nó có nghĩa là những đứa có sắp 20 người làm đó. Nên quý vị biết rằng đây là những việc mà những đức nhắc nhở để chúng ta đi đến đâu mình cũng giữ được phước báo. Mình đi đến đâu mình cũng có một cái hành động đặc biệt. Nhà mình có 2-3 người mà nó lu bu mà muốn chết được đây. Không chi mà bây giờ bao nhiêu ngàn người mà ở đây mà được gì cũng được lắm quý vị. Mà bữa nay mà trộn giặt đồ. Nên những đức khuyên quý vị sau này, thí dụ như bây giờ những đức tổ chức 3 ngày lễ 1500 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị cứ chuẩn bị 6 bộ đồ đi. Đầu tư đại đi quý vị. Đầu tư 6 bộ đồ đi. 6 bộ đồ lam đâu có nhiêu tiền đâu. 6 bộ đồ lam rồi cầm theo 6 cái bọc, hiểu chưa? Một bữa bận một bộ, bận xong một bộ đó bỏ vô cái bọc buộc chắc lại, siết cứng nghe, hiểu chưa? Siết cứng để nó hôi, rồi siết cứng vô, bắt đầu để vô cái giỏ của mình một bên một ngày, xong ngày bộ nghe, rồi 3 ngày 4 ngày ở đây là 3-4 bộ về giặt luôn lượt, thấy không? Còn cái bữa mà cuối cùng đi về lau mình mẩy sạch sẽ, bằng bộ đồ cho thơm tho đi về, để người ta thấy mình đi tu về thấy nó thơm tho. Còn cái kiểu mà đi tu lại Quan Âm mồ hôi mồ kê ướt mình xong nó lang thang đi về mà tóc tai bùm sùm về chồng nó nói mày đi đâu mấy ngày nay mà mày về mà tao đến gần mày tao chịu không nổi luôn, mày đi tu về đâu mà tao thấy gớm quá, hay không là thấy là cái phản cảm mà quý vị công nhận không? Nên mình là một người phụ nữ ít gì nó cũng phải sạch sẽ. Thật sự mà nói không có người đàn ông nào mà đi chấp nhận được một người phụ nữ dơ giấy. Nó thiệt đó. Dù quý vị tu hay không tu gì chăng nữa, người phụ nữ là phải sạch sẽ. Ví dụ như mình tu rồi mình không có trang điểm, mình không có mà lè lẹt như ngày xưa, nhưng mà cái hành động một người phụ nữ gọn gẽ tóc tai, đó là một cái hành động mà để cho chồng được có uy tín. Còn thí dụ như bây giờ mình có chồng mà bây giờ mình bậy hay mà nói mình buông xả, xả có ngày chồng nó xả mình luôn. Cho quý vị nói tu sao bị chồng xả, thấy không? Mình càng đi tu mình càng gọn gẽ, mình càng sạch sẽ, chứ không phải là lè lẹt như ngày xưa không đi tu, hiểu chưa? Nhưng mà tóc tai gọn gẽ điều này được. Hoặc là mình là một người phụ nữ thì thí dụ như một chút dầu thơm, một chút gì đó là cũng phù hợp. Tại vì cơ thể mình nó khác cơ thể người đàn ông, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà người ta đến gần mình, chồng đến gần, tự nhiên người ta thấy mình cũng là người sạch sẽ đàng hoàng. Còn bây giờ tu viết từ từ buông xả, viết là nghỉ tắm luôn. Tao nghĩ đến răng luôn, chẳng chẳng. Ghê quá, hiểu chưa? Rồi thời gian chồng nó xả về luôn, hiểu không? Nó không phải kêu quý vị dọn lè lẹt, nhưng mà nói quý vị là phải gọn gẽ, nghe không? Nghe không? Thế hướng dẫn cái này kỹ ghê chưa? Rất là kỹ. Nên nó chuẩn bị mấy bộ đồ, nhưng nhất định phải giữ một bộ đồ để cái bữa lễ xong hết đi về cho nó sạch sẽ. Từ đồ ngoài đồ trong phải sạch hết, để làm chi? Đi về để người ta thấy mình đặc biệt. Còn quý vị để một bộ đồ dơ mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong mà đi về đó, quý vị lên xe bị ngồi là trạng thái bị nặng nề lắm. Con người mình mà dơ là nó nặng nề lắm quý vị. Lên xe ngồi mồ hôi mồ kê nó thấm ngược lại vô cơ thể, mà cơ thể mình nó sẽ bị bệnh đi. Quý vị biết cái thời tiết bây giờ rất dễ bệnh. Mình chỉ cần đổ mồ hôi xong mà mình lên xe mà máy lạnh thêm cái nữa,
mồ hôi nó thấm ngược lại, ai yếu yếu là bệnh liền. Nên chúng ta chấp nhận trễ một chút, nhưng ai cũng là người đi thay một bộ đồ sạch sẽ đàng hoàng, chải tóc tai rồi lại cầm theo mắt kiến. Mình là cư sĩ mà, cầm theo mặt kiến đi đâu, cầm theo mặt kiến chải đầu đồ đàng hoàng, bảy ba đồ chút vuốt đồ, hiểu chưa? Đó, xong trạng thái nó thoải mái vô cùng, lên xe đi về, về tới nhà bước vô gặp chồng, chào anh, năng lượng đầy đủ, vui vẻ hoan hỷ. Bước vào cái chồng nói công nhận vợ đi mấy ngày mà về thấy đẹp quá ha. Vì đạt đó, đạt đó, đạt từ đạo tới đời, hiểu chưa? Đạt từ đạo tới đời. Còn bước vào trong đạo thì ngon lắm, mà bước về nhà cái chồng nói mày đi vô chùa giùm tao. Có nhiều bà nói à, mừng kêu đi vô chùa tôi vô liền, mà vô đây mà bày hay thì những đức nói cô đi về giùm tôi đi. À, không giỡn đâu á, chùa mình mà thí dụ như bà nào mà ở chung phòng đi mà bày hay dơ giấy mà để cho người ta mét hoài là như đức xử lý luôn á. Đừng nói vì tu giỏi tu gì, tôi không chấp nhận đó, không chấp nhận thiệt á, không có giỡn đâu. Lúc trước có một bà cô kia, bà ở trong phòng, bà đi siêng tu vô cùng, bà đi đâu bà cũng ngồi bà niệm Phật hết, nhưng mà bà có cái bệnh là bà không chịu tắm. Bà nói gì nè, trưởng lão hư văn một năm không tắm mà tại sao ngài làm được cái chuyện đến gần nghe mùi hương chiên đà. Bà nói bây giờ con một tháng không tắm chắc cũng không đến nỗi gì. Những đức nói trưởng lão hư văn tâm thanh tịnh, một năm không tắm nghe mùi hương chiên đàn. Bà thì tâm không thanh tịnh, một tháng không tắm thì cả chùa này nó la làng. Thôi bà đừng có làm phiền người ta, bà đừng có làm những cái chuyện cao xa, bà nên làm cái chuyện mà khả năng mình làm được đi. Thôi mỗi ngày bà tắm giùm tôi đi. Bà không đi tắm, những đức cho vài cô dẫn bà đi tắm. Nó, trời ơi, đồ thì bà không giặt, không tắm, không giặt đồ luôn. Những đức hỏi vì sao không giặt đồ, bà nói phước báo không bao nhiêu, mà xài quá sợ tổn phước. Nó thôi được rồi bà, tôi cho phước tôi cho bà xài luôn, nó bà giặt đồ giùm tôi đi. Trời ơi, cái chuyện gì đâu mà cái chuyện nhỏ xíu mà sợ. Còn cái chuyện lớn thì không sợ mà đi sợ cái chuyện nhỏ. Quý vị coi nội mà quý vị ở dơ nội cái mùi nó bay ra không cũng ảnh hưởng bao nhiêu người ta ngửi khó chịu. Đây là chuyện lớn nè, hiểu chưa? Còn cái chuyện một nhúm xà bông đâu có bao nhiêu. Bởi vì con người chúng ta tu có nhiều người lạ lắm, rất là lạ. Trong chùa cũng có nhiều nhân vật lạ là kỳ lắm á. Quảng chúng mà 1,000+ người để quý vị biết không, gặp bao nhiêu nhân vật lạ kỳ. Nên viết rồi quý vị nhìn những đức cũng kỳ lạ. Gần người lạ kỳ, giết mình cũng kỳ lạ luôn vậy đó. Thấy không? Nó có phù hợp vào để sống nha. Thì những quý vị nghe như vậy rồi quý vị thấy Phật Pháp gần gũi không? Đây gọi là Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống nha. Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống. Nó nên mỗi một người mà nghe gì rồi tự mình điều chỉnh, điều chỉnh. Cái chuyện buông xả của người tu nó không phải là tu cái pháp tự lực như ngày xưa mà người ta làm mà cũng không thành công. Quý vị phải nhớ rằng, thí dụ như thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật mình bỏ ra 6 năm tu khổ hạnh. Đức Phật đã thị hiện rõ ràng là 6 năm tu khổ hạnh đó ngài không có thành Phật. Cuối cùng ngài chuyển nghiệp pháp chung đạo tu ngài mới thành công. Hiểu không? Vậy thì tới đời của chúng ta càng tệ hơn nữa. Chúng ta phải ăn uống cho đàng hoàng. Nên những đức thường nói trong chùa mình mấy cô, mấy chú, mấy cụ, mấy thầy là bây giờ quý vị cứ một ngày 3 buổi bị ăn cho đàng hoàng giùm những đứa đi. Tu sao không biết, chúng ta dở lắm. Chỉ cần tu mà thấy có thịt thà là được. À, tôi vậy đó, kệ ai nói sao kệ người ta. Tôi thích cái người tu hành ăn chay ít gì cũng phải có thịt thà. Chứ tôi không thích cái người tu mà ốm nhơ bớm nhách như con cò ma. Tại vì sao? Vì rất nhiều người người ta nói mình ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Bây giờ mình muốn khuyên người ta ăn chay thì ít gì mình cũng có thịt một chút. Quý vị biết từ khi những đức đi tu tới bây giờ không có giỏi, nhưng mà lên được 2+ ký. Tu thì không có gì giỏi chứ mà lên được 2+ ký. Ăn chay mà cái bụng cũng thấy bự bự. Thấy không?
Ngày xưa uống bia mà bụng còn không bự như bây giờ ha. Còn mình ví dụ như bây giờ quý vị ăn chay, bây giờ các cô mình vô chùa tu, vô đây nó ở đây luôn, cha mẹ lâu lâu vào thăm, vừa nhìn thấy con mình có da có thịt trắng trẻo, người ngoài thế gian người ta vừa nhìn con ta vậy là người ta nói yên tâm, yên tâm. Thấy không? Trước nhất là an tâm cho cha mẹ là mình là con hiếu rồi. Còn mình tu giỏi gì không biết mà nhìn mình sơ xác, da bọc xương, đồ đạc bèo nhèo, nhăn nheo không ủi, thì cha mẹ nhìn con vậy cha mẹ đau lòng. Cha mẹ vừa đau lòng là mình mang tội bất hiếu, bổn phận làm con bất hiếu rồi đó nghe. Nên những đức nói cái chuyện này đơn giản nhất, nên những đức nuôi chúng trong chùa là tất cả các cô, các chú, các thầy, các cụ sạch sẽ, gọn ghẽ, đàng hoàng. Tu hành là tu hành, nhưng cái chuyện ngày ăn 3 buổi cơm ăn cho đàng hoàng. Đó, ăn no. Ví dụ như khả năng mình ăn 10 phần, ăn 9 phần 9 cũng được nữa. Nghe không? Nó miễn vừa vừa chứ đừng ăn bể bao tử thôi. Nó ví dụ như chùa mình có nhiều cô mà nó 70 kg, thì những đức nói chuyện với nó thôi gán cố gắng đi 100 đổ lại nghe. Những đức vậy đó, tại vì sao? Thôi kệ. Miễn tu hành mà vui vẻ là tốt rồi. Không cần cái gì cao xa quá đâu. Thấy không? Nên người ta nhìn thấy là tự nhiên muốn tu. Quý vị nhìn mấy cô mình ở dưới nhà bếp đi. Cô nào cô nấy là thịt da đầy đủ, mỡ đầy đủ. Thấy không? Đó, tại vì sao họ vui vẻ? Họ rất rất là vui vẻ quý vị. Rồi đồ đạc bạn thì sạch sẽ nghe. Lúc nào bạn đồ đi làm đi, nhưng mà lúc nào đồ đi tu là đi tu, lúc nào nghỉ ngơi là đồ sạch sẽ đàng hoàng. Nuôi chúng rõ ràng như vậy luôn. Nên những đức khuyên quý vị, người tu hành của mình tu cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà áp dụng vào nhân sinh. Mọi căn tính, mỗi một căn tính đều tu được thành tựu. Nó không phải bắt ép mình nặng nề, chỉ cần bị gài dựng tín nguyện niệm Phật thật sâu, rồi quý vị quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc. Vì cứ lão thật niệm Phật đi, quý vị càng niệm Phật nhiều chừng nào, quý vị sẽ thấy cái lợi ích của cái câu Phật hiệu này đặc biệt lắm. Chính những đức gặp pháp môn tịnh độ này hơn 13 năm nay, quý vị biết rằng những đức chưa có từng đi đâu để mà kiếm cái gì thêm nữa chứ. Không riêng những đức, nếu mà cả đời này cũng là một mô hình quý vị. Tại vì sao những đức chưa từng đi đâu hết chứ, và cũng không muốn biết thêm bất cứ một cái gì. Tại vì sao những đức biết câu Phật hiệu này, nếu như chân thật mà niệm lâu á, thì quý vị sẽ thấy cái kết quả của câu Phật hiệu này tuyệt vời dữ lắm. Nhiều thứ tự nhiên bị biết hết à. Rồi tự nhiên nghe, cái tâm tình chấp quý vị giảm tối đa luôn. Giảm cái tâm tình chấp tối đa luôn. Không có dùng bất cứ một phương pháp gì thêm, chỉ cứ niệm Phật đi. Lạ lắm. Niệm viết từ từ rồi tâm lượng hẹp hòi, niệm viết tâm lượng cũng mở rộng ra nữa. Bây giờ quý vị coi, nếu như những đức ngoài đời mà không đi tu, cha mẹ những đức cũng không nuôi. Những đức nói thiệt đó. Nhưng mà những đức sẽ nuôi con gái. Con gái trẻ những đức nuôi. Còn mấy bà già là đố mà có phần. Không bao giờ có đâu. Những đức nói thiệt, cha mẹ ruột những đức cũng không nuôi luôn, nếu những đức chưa đi tu. Vậy mà bây giờ quý vị biết, những đức gặp tịnh độ này hơn 13 năm nay, những đức chỉ có niệm Phật thôi. Mà quý vị coi bây giờ những đức nuôi khoảng cỡ 800 bà già. Vì nghĩ đi, ý những đức muốn nói, câu Phật hiệu này không có thế nào mà suy nghĩ ra được. Đúng là pháp không thể nghĩ bàn. Đã là không nghĩ nổi và không bàn được, vậy thì quý vị nếu gặp được tịnh độ thì quý vị cứ tin và dùng đi, là quý vị sẽ thấy cái kết quả của câu Phật hiệu này. Kết quả lớn dữ lắm. Mà có nhiều việc không biết làm sao, tự nhiên quý vị biết à. Bây giờ quý vị coi, những đức chưa từng qua trường lớp gì hết luôn. Bây giờ điển hình như bây giờ như chùa đây, những đức quản là đâu vào đó rồi đó. Quý vị biết cái đại tùng lâm là bao nhiêu chục mẫu đất của người ta chưa? Vậy mà nói gì, nếu mà những đức mà coi này kia, không có khó với những đức đâu. Nó thiệt đó. Từng khúm, từng chỗ những đức bố trí hết luôn. Mà chưa từng qua một cái trường lớp nào hết. Chỉ có làm gì? Niệm Phật. Đúng, chỉ có niệm Phật. Chỉ niệm Phật thôi. Rồi tự nhiên bây giờ quý vị coi chia sẻ Phật pháp cũng vậy, thì chỉ có niệm Phật lên ngồi nói chuyện với quý vị thôi. Rồi quý vị coi từ đây cho tới ngày cuối cùng là một ngày chia sẻ 4 buổi đúng không? 4 ngày là một ngày chia sẻ 3 buổi, 4 ngày là 12 buổi.
là lúc nào gì Đức cũng lên nhà Đức ngồi nói chuyện, quý vị coi phải nói được không? À, nói nghe được nghe, mà mỗi cái nó có cái lạ đó. Nhưng mà về có coi là cái gì không? Không cần coi một cái gì cả, chỉ cần ngồi đâu cái A Di Đà Phật niệm Phật một chút thôi, rồi xong là cứ qua là nói chuyện rất là thoải mái, nó không có một cái gì nặng nề cả. Nên những Đức nói thật sự mà nói, cùng như những người mà có duyên mà đi xuất gia đi tu chung với anh em huynh đệ mà biết nhau, cứ xem cái thằng ngốc này nó làm cái gì, thật sự xem nó làm cái gì, rồi tự nhiên mình để ý nó, thể mình làm được một phần nào được không? Cũng ý nghĩa trong cuộc đời tu quý vị, ý nghĩa trong cuộc đời tu chứ. Như những Đức là thật sự là những Đức không biết cái gì chứ. Như ngày xưa những Đức trên đỉnh Tháp Quan Âm, tự nhiên thầy đưa những Đức vô quản chúng, thì những Đức vô những Đức quản, quản tá lã âm binh luôn, nhưng mà gan có cái là dám làm nghe. Những Đức chỉ được có cái là dám làm. Còn khi tu tịnh độ này, những Đức nói tin không tin gì mày cứ niệm Phật đi con. Những Đức có một cái nghĩa gì nè quý vị. Bây giờ tao hỏi mày Nhân Đức, mày nói mày tin tịnh độ, như vậy mày nguồn gốc điểm nào để mày tin tịnh độ? Có, là Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ, nên nương vào cái chí của Phật để tin tịnh độ. Vậy tao hỏi mày Đức, mày không tin tịnh độ, lý do nào mày không tin tịnh độ? Cái lý do mà không tin tịnh độ thì không có lý do, mà lý do tin tịnh độ thì có lý do. Đơn giản thôi, suy nghĩ đơn giản thôi cũng đi tin tịnh độ nữa, khỏi cần phải đi tìm hiểu nữa. Vì nghe Đức Thích Ca Mâu Ni dạy thờ mặt pháp, nhiều người tu mà không có người đắc đạo, có nghĩa là ngoài tịnh độ không có người nào đắc đạo hết, duy chỉ có người gặp tịnh độ mà tin mà niệm thì thành tựu, là giảng sanh là thành tựu. Như vậy thì cái thờ mạt pháp này mà người tin tịnh độ và tu tịnh độ thì không phải mạt pháp, mà là quý vị đang ở trong chánh pháp. Thì phải nhớ, thời Đức Phật còn tại thế, giới luật người trì giới đạt được định chứng quả là chánh pháp. 1000 năm sau tu thiền định, đạt thiền định chứng quả là chánh pháp. Thờ mạt pháp, người niệm Phật là chánh pháp. Quý vị phải nhớ rằng pháp môn tịnh độ này, thờ chánh pháp cũng là chánh pháp, thờ tượng pháp cũng chánh pháp, thờ mạt pháp cũng chánh pháp. Tịnh độ là hoàn toàn thờ nào cũng chánh pháp, 100% luôn. Nên cái chuyện mà tin tịnh độ là có nguồn gốc, vì có kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và nhiều vị tổ sư của tịnh độ tông quăng kiên tịnh độ, nên chúng ta tin tịnh độ là có nguồn gốc. Còn không tin tịnh độ là không có nguồn gốc. Họ nói rằng kinh đó là người sau này phiên dịch ra, chúng ta không cần nghe tới vì không có nguồn gốc. Kinh là kinh, nếu như chư Phật từ bi, thì nếu như kinh đó không đúng pháp là chư Phật sẽ thị hiện đến đó để hoàn toàn điều chỉnh bản kinh lại liền. Tại vì chư Phật từ bi, vì giáo pháp Đức Thế Tôn còn tới 9000 năm. Nếu như cái nào mà không đúng mà ta đi theo ào ào thì nhất định Phật Bồ Tát sẽ đến để điều chỉnh lại liền. Tại vì giáo pháp Đức Thế Tôn còn tới 9000 năm. Nên Đức Phật nói rằng khi sau khi ta diệt độ rồi, thì tất cả những đệ tử của ta, những bậc A-la-hán hay những vị Bồ Tát sẽ tự thị hiện đến để đem những lời dạy của ta để tiếp tục hoằng truyền trong thời gian mà ta không còn tại thế. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói họ là Bồ Tát hoặc là A-la-hán, mà họ là người đã chứng quả đến để mà đem giáo pháp của ta hoằng truyền. Nhớ nha quý vị. Như vậy thì tịnh độ tin là có nguồn gốc, không tin là không có nguồn gốc. Còn cái người mà nói không tin tịnh độ, dù là người học nhiều cỡ nào cũng không có nguồn gốc. Vì sao? Vì sở học của ông là sở học chưa được kiểm chứng, nên học có nhiều cỡ nào cũng không được kiểm chứng. Còn tổ sư là được hoằng truyền kiểm chứng, từng đời truyền cho là có người kiểm chứng rồi thì mới truyền cho ông là tổ sư. Nên người ta nói có tịnh độ là có tịnh độ. Còn ông hiện tại đang học nhiều cỡ nào, nhưng ông phê phán tịnh độ không được kiểm chứng, lời nói của ông cho qua. Đối với người tu tịnh độ có lòng tin, không cần suy nghĩ tới, chúng ta cứ tin tịnh độ tới cùng. Như vậy thì quý vị tu nhất định thành công. Cũng như bản thân của những đức, là cả đời tôi giảng sanh hay không giảng sanh, tôi cũng niệm Phật, tôi không cần thiết nghĩ đến chỗ này, không cần thiết suy nghĩ tới. Đơn giản thôi, quý vị cứ nhìn ngay những đức là sẽ nhìn nhận được tịnh độ liền.
Một con người gặp tịnh độ chưa từng đi học với ai hết. Thật sự, ở ngày xưa trên tỉnh Thất Quan Âm thầy đi giảng suốt, cứ vô nghe như vậy rồi tiếp tục quản chúng, rồi chơi với mấy bà già. Rồi 5 năm thầy cho đi xuống đây. Xuống dưới đây thì tiếp tục hòa thượng chúng ta là chuyên xây dựng. Những đức tiếp tục cũng là lẹt quẹt chơi với mấy bà già. Rồi tự nhiên là thấy thầy trên kia mở ngày Chủ nhật cộng tu, thôi mình cũng làm theo. Mở Chủ nhật cộng tu. Cuối cùng đầu tiên người ta đến 2-3 người, 3-4 người, từ từ viết. Các vị nhìn đi. Đó. Thấy không? Từ nhỏ từ từ phát triển. Chỉ tiếp tục niệm Phật. Rồi ở đây bây giờ là Như Đức được ở 8 năm 3 tháng. Như Đức đi xuống đây là được 8 năm 3 tháng đó quý vị. Là ở đây là Như Đức không có đi đâu nữa hết chứ. Là hơn 13 năm Như Đức đi tu, Như Đức không có đi đâu hết chứ. Rồi Hòa Thượng kêu Như Đức qua bên Đại Tùng Lâm. Nó hỏi ông phát triển được ở đây rồi, mừng cho ông. Nhưng thôi, bên kia tôi xây dựng quá nhiều nhưng mà nó buồn quá, không có phát triển. Bây giờ tôi cũng cho mấy thầy làm rồi mà không phát triển, thôi bây giờ ông qua bên kia, ông phụ tôi một tay thử coi sao. Thì Hòa Thượng này kêu quá, Những Đức phải đi qua bên kia. Đi qua bên kia tiếp tục phát triển ở đạo tràng Đại Tùng Lâm. Rồi cái Hòa Thượng mở thêm cái đạo tràng ngoài Bảo Tháp, tiếp tục đi ra Bảo Tháp. Bây giờ được 150 người niệm Phật ngoài Bảo Tháp. Xong Những Đức xây thêm ngôi chùa mới cách một con đường, thì ngôi chùa đó bữa nay hình thành được gần 200 người niệm Phật. Mà ngôi chùa này tương lai ở được 800 người, 800 người già niệm Phật. Quý vị coi, quý vị nhìn từ một con người này chưa từng đi đâu, Những Đức nghe qua giảng, bài giảng Hòa Thượng Tịnh Không là nhờ cái gốc là nghe Hòa Thượng Tịnh Không. Nên cảm ơn Hòa Thượng Tịnh Không vô cùng lớn, là cái gốc bồi dưỡng được tịnh độ, là tinh, là áp dụng luôn. Rồi nghe được 5 năm, khi đi xuống đây thêm 1 năm, 5 nghe nữa, 1 năm nghe nữa là được 6 năm. 6 năm nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Những Đức ngồi suy nghĩ lại là 6 năm nay nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhưng làm được bao nhiêu? Cứ nhồi nhét vô hoài, thôi chấm dứt không nghe nữa. Và tiếp tục đi vào cái chuyện hành trì là niệm Phật thôi. Rồi cứ niệm Phật đi. Rồi niệm Phật. Quý vị biết trong thời gian này 6 năm Những Đức nghe lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không, Những Đức không có nhớ nhiều gì bao nhiêu ngày giảng chứ. Nhưng khi Những Đức buông xuống hết, Những Đức không nghe nữa, thì Những Đức lo niệm Phật không, thì tất cả những cái giảng của Hòa Thượng tự nhiên Những Đức nhớ lại hết. Mà nhớ còn rõ ràng, kể còn hay hơn ngày xưa mà nghe để cố gắng nhớ nữa. Thì Những Đức thấy rõ ràng, khi quý vị nghe mà tin rồi, quý vị cứ niệm Phật. Rồi cứ quý vị nghe được một người nào như Những Đức này, cái cách học tập là gì? Những Đức vì sao mà cô động hai bài giảng của một ngày lại cho quý vị nghe biết không? Là Những Đức biết được rằng con người chúng ta càng phân tách thì nó càng loạn. Dưới cái căn tính mình càng phân tách thì càng loạn. Bây giờ đã tin tịnh độ rồi thì cô động lại thành một bài giảng, đó là một câu ai Phật niệm đến cùng, để sáng nào cũng được nhắc nhở niệm Phật đi. Rồi chiều là quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Hai bài giảng này Những Đức hợp lại thành tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Một bài chia sẻ là nửa tiếng đồng hồ, cô động lại hết hoàn toàn, chỉ phiên niệm Phật thôi. Rồi người nghe đã tin tịnh độ rồi cứ mồi lửa này hoài, mồi lửa hoài, mồi lửa hoài, mồi giết rồi cứ niệm Phật hoài. Niệm đến mức quý vị thấy lợi ích của câu Phật hiệu. Khi thấy được lợi ích rồi thì lòng tin hoàn toàn kiên cố. Còn bây giờ không cần phân tách cái chuyện nghi hay tin gì nữa hết. Càng phân tách cái nghi thì nó càng nghi, vì con người chúng ta nó không chịu dừng, nó không thông mà. Quý vị càng phân tách, quý vị càng coi nhiều thì nó càng nghi thêm, nghi thêm, nghi thêm vậy đó. Nên bây giờ cô động ngay câu Phật hiệu, cứ niệm đi. Người nào đủ duyên là cứ niệm đi là có kết quả. Thì tên này nè, cứ niệm đi nè. Tên này là cứ niệm đi nè. Niệm giết mà bây giờ quý vị coi nha. Như Những Đức không có chùa, chùa là hoàn toàn của Hòa Thượng. Hòa Thượng là viện chủ chủ trì nha. Riêng Những Đức là gì? Người coi chùa. Nên có nhiều người, người ta bước vô người ta hỏi: thầy ơi, ở đây ai là chủ trì? Nó dạ Hòa Thượng. Còn thầy là làm gì? Coi chùa. Thì coi chùa. Thì nhớ coi chùa, nhưng tất cả việc trong chùa đều giải quyết. Chỉ có một cái pháp lý là chúng ta không phải chủ trì, nhưng chúng ta được sử dụng chùa và áp dụng cho đại chúng. Quý vị coi như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nếu như cả đời Những Đức mà như vậy thì quá tuyệt, hiểu không? Nó quá đặc biệt luôn. Nên từ nơi đó mà Những Đức nói những đoạn sau này cho quý vị nghe là gì? Là cái chuyện một bài chia sẻ Phật Pháp từ đầu tới cuối cùng kết luận là cái gì? Nhớ niệm Phật. Khi quý vị đi đến đây, Những Đức tặng cho tượng Phật. Như Những Đức bây giờ đánh mạnh cái chỗ nghe,
đặt tượng Phật tặng. Lúc trước là mỗi từng chủ nhật nghe là những đức đặt một tượng thôi. Bây giờ là những đức phát động lên chương trình là mỗi lần những đức tặng tượng Phật là tặng một bộ tam thánh. Bắt đầu tới qua lễ này là một từng chủ nhật những đức đặt 100 bộ tam thánh, từng nào cũng 100 bộ. Phát động lên cái chương trình mà quý vị thỉnh tượng Phật đem về thờ và chỉ người ta một phương pháp tu tại gia. Thì biết gì sao? Vì quý vị đến đây ào ào gì nè, rồi là một ngày nào thế nào đây cũng có chuyện nổ đùng đùng lên nè. Vì giờ xem cái cõi này là như vậy đó, hiểu chưa? Thì bây giờ cái cơ hội này mình làm được nè, mình làm đi. Nhưng mà mình phải đem cái pháp này để cấm vào tại gia, gia đình ta. Là mỗi gia đình đều có thờ Tam Bảo và có thờ khóa tu chuyên tu giữ y nguyên. Và mỗi ngày nghe mình chia sẻ để nó mòi được cái tâm tịnh độ ở nhà tu. Mà khi ở nhà tu mà đem bọc pháp này áp dụng vào gia đình thì nó tuyệt vời dữ lắm. Còn nếu đi đến chùa này ào ào gì mà không tu thì nó không có đạt. Ở nhà tu mới đạt. Còn lâu lâu đi đến đây là kết duyên tu phước tu duyên. Còn ở nhà tu thì mới đạt. Còn nếu như đi đến đây mà tu được mà về nhà mà tu không được, quý vị sẽ không giảng sanh đâu. Tại vì giống như á, một ngày ăn mà 29 ngày nhịn thì không có được. Nên chúng ta ở nhà ngày nào cũng dùng lê rai, hai thờ khóa sáng tối dụng công tu, rồi đi đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật. Một ngày nghe hai bài chia sẻ Phật pháp chỉ có 1 tiếng đồng hồ, bấm lên cái gian chân thành niệm Phật vô lượng thọ, ngày nào cũng được mồi, mồi cái tâm tịnh độ, mồi cái tâm tịnh độ. Rồi dù không đi đến đây được đi chăng nữa, cứ nhà cứ gì mà tu. Quý vị tin đi, niệm Phật Phật sắp xếp. Niệm Phật Phật sắp xếp, chắc chắn 100% luôn. Dù chưa từng đi đến đây, quý vị ở đâu cứ gì mà tu, đi đến đây cũng là y rang gì luôn, không có khác. Nhưng mà đủ duyên đi đến đây những ngày lễ kết duyên chớ. Còn nếu mà không đi đến được, cứ ở nhà mà tu. Vậy thì sau này ngôi chùa này nó có bùm bùm lên thì chúng ta cũng đã đem tịnh độ cấm từng nhà hết rồi. Nên những đức thường chia sẻ với hàng Phật tử, những đức hướng dẫn, những đức nói nè, nhớ mỗi người đều có cái nghiệp, nhưng nó chưa đến thôi. Tuy thấy bây giờ nó tiện lợi, nhưng cái nghiệp nó đang gình gặp mình, nó chưa đến. Đến lúc nó sẽ đến thôi, hiểu chưa? Đến lúc thì nó sẽ đến. Từ nơi đó mà những đức không bao giờ thích cái chuyện mà cái chuyện của những đức sau này mà hàng Phật tử những đức hướng dẫn mà đụng vô, những đức không bao giờ thích. Chuyện của ông thầy để ông thầy xử lý, còn chuyện nghiệp của ai thì người đó xử lý. Không cần quý vị đụng vô chuyện của ông thầy này. Tại vì sao? Chuyện tôi xử lý. Còn chuyện quý vị nghiệp duyên quý vị tự xử lý. Chứ không phải rằng là tôi hướng dẫn quý vị có gì cái nó kéo nguyên đám theo. Kênh với người ta không có nghe. Chuyện này đừng nên làm chuyện tầm bậy. Cái chuyện đi tu giải thoát là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Còn nghiệp duyên của ai là tự người đó phải trả. Thí dụ như trước mặt mình có người nó bao dây nó đánh một người, thí dụ như mình kêu người ta lại mình can ra thì còn có thể. Còn cái chuyện mà qua lờ nói đấu đá nhau quý vị đừng có chen vô. Ví dụ như ai nói ông thầy hướng dẫn mình, ông thầy đó diện vị, quý vị đừng có đưa tin nhắn vô tại sao nói thầy tu vậy, thầy vậy là không đúng đâu, đừng có chen vô ông chi tào lao. Chen vô vậy là nó cộng nghiệp đó tầm bể. Ông thầy này ông muốn từng chọt người ta, bây giờ người ta chọt ổng là quề. Còn nếu mà có miệng thì cùng chọt đi, còn mình thì mình cứ lo A Di Đà Phật. Đúng rồi đó. Nhớ nghe quý vị, tu phải nhớ chỗ này nghe. Nó nên những đức với quý vị nó thật lòng mà nói, quý vị biết rằng cả đời những đức sẽ làm cái chuyện này, cả đời là chắc chắn 100% luôn. Sẽ làm cái gì? Nhất định cả đời những đức sẽ không bao giờ xuất gia cho ai, mà cũng không nhờ ai xuất gia luôn. Quý vị muốn đi xuất gia đâu, quý vị đi xuất gia kể quý vị. Còn người bên cạnh tôi là người gì? Cư sĩ. Cái đợt xuất gia với những đức là đợt của ai? Đợt cùng thờ. Còn sau này thì có ai không? Không có ai hết. Còn ai muốn đi xuất gia thì tự nhờ ai xuất gia thì nhờ đi. Tôi sẽ không làm cái bản cũ bằng cách nào? Không nhờ ai hết. Không nhờ luôn. Tới đời những đức là không nhờ ai xuất gia giùm hết. Muốn đi xuất gia thì tự đi xuất gia. Điều thứ nhất, điều thứ hai là tuyệt đối đến chùa chúng ta không có chương trình quy y. Không bao giờ có chương trình quy y. Có người hỏi những đức rằng, thầy ơi, người niệm Phật đi quy y, tín nguyện niệm Phật giảng sanh, người tín nguyện niệm Phật không quy y có giảng sanh không thầy?
Quý vị, những đức hỏi quý vị giảng sanh không? Cái giảng sanh là tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Còn cái chuyện quy y là hình thức, hiểu không? Quy y là hình thức. Quý vị đã quay về với Phật pháp, niệm Phật để cầu sanh cực lạc là quy đó. Quy về Phật rồi, y vào Phật rồi. Còn bây giờ quý vị đi quy y với một người là đó là đại diện trong tăng đoàn để mà quy y cho quý vị. Nhưng nếu gặp một người chân thật tu mà quy y cho quý vị thì người ta sẽ giảng cái y cho quý vị nghe. Còn nếu như quý vị gặp một con người mà cho quý vị y vào người ta thì phiền phức. Nếu như gặp một người quy y cho quý vị mà để y vào họ, để họ có nhiều tín đồ, để có nhiều lợi nhuận thì quý vị phiền phức to rồi. Nên những đức khuyên quý vị y vào ai? Y vào Đức Thích Ca Mâu Ni, chỉ niệm A Di Đà Phật. Y vào A Di Đà Phật là đại quy y. Những đức chia sẻ những điều này quý vị tự nhận thức đi. Rồi trong năm giới nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giới nào làm được quỳ trước Phật, Phật ơi con làm được giới không sát sanh, con quỳ trước Phật, con lại Phật ba lại, con làm. Rồi tới từ từ tới giới thứ hai: không sát sanh, không trộm cắp, coi mình có trộm cắp hay không. Còn trộm cắp, quỳ trước Phật nói Phật ơi con còn trộm cắp lắm, chưa làm được. Từ từ đi con làm được rồi, con nói với Phật nghe nghe. Giống như mình quê mùa dốt nát lắm. Rồi từ từ mình thấy rằng cái tâm trộm cắp là nghèo nàn. Của cải người ta mà mình trộm cắp thì không có đúng. Mình mắc của mình cũng đau lòng, người ta mắc của vậy người ta cũng đau lòng. Càng nghĩ kỹ ra thôi, mình đừng có ăn trộm cắp của người ta. Gặp của cải người ta mình đừng có tham, đừng có nhìn ngó làm chi nữa. Rồi thấy làm được rồi thì con quỳ trước Phật. Dạ con quỳ trước Phật, con làm được cái giới không trộm cắp. Thấy không? Lại Phật ba lại, con hứa con làm. Là được hai giới đúng không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, đừng có đi nhìn ngó lảng quảng. Mấy ông thì đừng có đi lảng quảng bên ngoài chạy xe ra ôm, hay là đi bên ngoài lảng quảng lú bú. Thì bắt đầu là mình thấy được rồi đó, ông quỳ trước Phật, Phật ơi con làm được cái giới không tà dâm. Rồi từ từ mình làm được cái giới không nói dối, mình hứa trước Phật rồi không uống rượu. Cái nào làm được quỳ trước Phật con làm được. Vậy thì lấy ai làm bổn sư? Lấy Đức Thích Ca Mâu Ni làm bổn sư. Bổn sư trí tuệ thật sự chỉ niệm A Di Đà Phật. Nghe lời từ hôm nay, con quy y A Di Đà Phật đúng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ. Rồi như vậy thì quý vị không có một cái phiền phức gì. Muốn đi đến đây tu cũng được, muốn đi đâu tu cũng được. Không có ai nói bị phản hết trơn á. Tại vì sao? Tôi đâu có dính ông thầy thế gian. Hiểu không? Đâu có dính ông thầy thế gian. Nhưng con rất là cảm ơn những vị thầy thế gian đã dẫn dắt cho con biết được đạo. Nhưng để kêu con quy y một vị thầy thế gian như vậy thì phàn đi. Tại vì sao? Vì cái chuyện giảng sanh là do tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Con có quyền nghe pháp thầy, con có quyền nghe lời dạy của thầy. Nhưng mà cái chuyện để kêu quy y với thầy thì phàn đi. Con cứ như vậy mà tu là được rồi. Được không? Chắc chắn 100% là được. Đó, 100% là được. Quý vị biết rằng là đa phần con người bây giờ thấy người ta đi quy y cũng chạy đi quy y. Bữa nay sẵn cái dịp này đi quy y, cái thấy người ta quy y cũng nhào vô quy y, không biết cái gì là quy y cả. Mà vậy mà cũng đem cái tấm giấy quy y là tôi quy y năm nay mười mấy năm rồi đó bà. Như vậy vì y được cái gì mà mười mấy năm? Hiểu chưa? Nên Phật pháp là dạy người ta chánh tín, chứ không phải đi vào mê tín đâu quý vị à. Nên đi về đây á, những đức với quý vị nói thật lòng mà nói, đúng thiệt là bạn đồng tu. Tại vì sao? Những đức đâu có quy cho quý vị. Những đức chỉ là đem Phật pháp giới thiệu, cả bản thân những đức cũng còn hư mà. Những đức cũng còn hư, những đức cũng phải tu thôi. Nhưng mà lấy những cái kinh nghiệm trong lúc mình tu, mình chia sẻ thật lòng với quý vị. Chúng ta thật sự là bạn đồng tu cùng chia sẻ Phật pháp để mà chúng ta cầu sanh cực lạc thôi. Còn cả đời chúng ta không có vai trò cái chuyện thầy trò, không có dính cái chuyện thầy trò. Quý vị thấy có bao giờ những đức chia sẻ Phật pháp mà xưng tiếng thầy với quý vị không? Con nít những đức còn chưa xưng tiếng thầy, chứ đừng nói chi với người lớn. Cả đời những đức sẽ không xưng tiếng thầy, đều là xưng cái gì? Pháp danh. Tuyệt đối không xưng tiếng thầy. Vì sao? Vì mình không đáng làm thầy. Chừng nào mới làm thầy? Bồ Tát Quán Thế Âm mới làm thầy. Đó.
Một người đặc biệt như vậy. Còn chúng ta như thế nào? Pháp danh là bình thường nhất, bạn đồng tu tuyệt vời nhất. Vậy thì bây giờ quý vị nghe những đức chia sẻ gì để hướng đến chánh tín mà tu đi. Đi đến đây nghe Phật Pháp rõ ràng như vậy rồi, quý vị thấy phải là Phật Pháp để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày không? Thật sự Phật Pháp áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nếu như học Phật mà buông xả để bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng con, đem của cải bán, đem vô chùa, chuyện này nên suy nghĩ kỹ lại nghe. Suy nghĩ thật là kỹ đó. Nếu như thật sự mình không còn người thân gì hết trơn, có của cải vật chất thấy thôi, mình hiểu đạo rồi, bây giờ mình đem mình tu phước tu duyên để mà cuộc đời của mình tạo cái mà cầm theo được, thì quý vị đã hiểu rồi thì làm đi. Còn nếu như mà vừa nghe cái chuyện này là đại công đại đức mà bán nhà bán đất đồ đem vô cúng liền nghe, mà để mai mốt mà bực bội phiền não không có cơm ăn áo bận, cái chuyện này là cái chuyện quý vị không hiểu Phật Pháp mới đi làm việc này. Nên quý vị nghe rất là rõ ràng, Phật Pháp là dạy người ta là tại gia tốt đẹp, còn đi xuất gia cũng đặc biệt, chứ không có dính dáng cái chuyện là quý vị đem của cải cho nhiều đổ vô đây đâu. Còn mình đi về đây mình thấy cái ngôi chùa nuôi nhiều người già, mình thấy đang xây dựng ào ào vậy mà xây xong là Phật tử người ta ở rõ ràng xác thực, mình thấy cái nơi làm vậy thôi, mình cùng chung tay. Tại vì việc này mình thấy tốt mà, mình chung tay mình làm chung. Còn cái chuyện mà đã không hiểu thì thôi tùy duyên. Chứ đừng có bao giờ mà nói rằng thầy ơi, con đem vô đây con đưa tiền thầy gì nữa, trời ơi thầy Bồ Tát, không đâu. Bồ Tát gì? Quý vị thấy thế gian này Bồ Tát thời gian nhiều lắm. Nghe chưa? Bồ Tát thời gian nhiều lắm nghe không? Từ khi những đức đi tu giờ những đức cũng thấy mấy Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà thời gian quý vị ơi. Chứ nếu như Bồ Tát mà chọn đời thì ngon lắm. Nên cái Bồ Tát này là Bồ Tát phàm phu nên có khi nổi con thời gian à. Mà thời gian sao quý vị nghe tùm lum tùm la tầm bậy không à. Hiểu chưa? Nên những cái gì mà những đức hướng dẫn quý vị á, bị nắm cho chắc đi. Trong cái thời lúc này nè, nó đang phát Bồ Tát nè. Nó đang phát Bồ Tát nè, nắm cái lúc này nè. Hành trì cho tốt đi. Nhưng mà chưa chắc nó phát cả đời đâu. Chưa chắc đâu quý vị. Tại vì sao? Danh lợi nó ghê lắm. Cái danh lợi nó thay đổi cái tính tình con người này. Ban đầu chưa ai tán thán nó thì không sao đâu. Nhưng mà từ từ rồi nó nổi tiếng lên á. Người ta cung phụng nó quá tiền bạc quá nhiều đó quý vị. Rồi lúc đó nó thay đổi tính tình hết trơn. Nên lúc đó nó thành La Sát. Chứ không còn là Bồ Tát nữa. Thì lúc đó quý vị tự nhiên ngã ngửa. Nó chào chào. Con tin tưởng thầy quá. Chào thầy ơi thầy con tin thầy quá. Bây giờ thầy làm gì con chán quá. Con bỏ tu tầm bậy nữa. Thấy chưa? Đã nói cái câu thầy tu thầy đắc. Con tu con đắc. Mà bây giờ thì con không tu thì con kệ con chứ. Còn thầy không tu thì kể thầy. Đúng quý vị. Nên từ nơi đó Phật Pháp nắm rõ được như vậy rồi thì tức khắc quý vị tu đúng là hướng đến chánh tín 100%. Nên nguyện những cái bài chia sẻ này, quý vị bây giờ đang nghe là con người này thật lòng đó. Lúc này là thật sự nó phát tâm đúng đó, nhiệt tình. Nhưng mà sau này những đức không biết những đức làm sao đâu. Nên sau này tính sao. Còn bây giờ quý vị nghe được gì thì cố gắng áp dụng cho tốt để quý vị sống vui vẻ hoan hỷ nha. Người mà làm việc cả ngày cực khổ mà tâm vui vẻ thì chỉ có hao 5% tích tụ được 95%. Vậy thì cái làm việc mà cực nó không có tổn, mà cái phiền não không vừa lòng không vừa ý tổn 95%. Nhớ nha. Nên những đức rất là chú trọng cái việc mà người học đạo của chúng ta là tâm vui vẻ hoan hỷ. Trước cái tuần lễ những đức cứ gặp ban tổ chức suốt, bổ túc cái gì biết không? Phải giữ được cái tâm hoan hỷ trong những khoảng thời gian 4 ngày tổ chức lễ lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì cái lượng người mà về đây quá đông. Quý vị coi như sáng nay thôi thì chùa chúng ta ở đây khoảng 2000 người mà chưa có phải vô chương trình lễ nghe. Là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố là chưa đến bao nhiêu đó. Mà chỉ có những
phái đoàn ở miền Bắc, rồi vài đoàn ở miền Tây, có mấy mấy đoàn à. Mà số lượng người đã đông như vậy thì quý vị coi, nếu mà vào lễ Bồ Tát Quán Thế Âm như ngày mai rồi luôn, thì như tối đêm nay bắt đầu là vô lại Bồ Tát Quán Thế Âm, thì số lượng người ở đây bị nghỉ đông cỡ nào chưa? Thì cái việc mà phục vụ đại chúng, nếu không rèn luyện cho chính bản thân họ là thường sanh tâm hoan hỷ, thì qua 4 ngày tổ chức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì thế nào cũng có người rớt. Bứt sạch luôn cái tâm, hao sạch năng lượng rồi, không còn cảm giác tu hành gì nữa. Nên những đức nói rằng là dùng người phải dùng lâu dài, chứ không phải là dùng rồi hư rồi vứt. Vậy thì mình người đó mình dùng. Phải nhớ nha, quý vị học cái công đoạn này á, thì bất cứ gia đình, đoàn thể hay vị trí nào quý vị làm lãnh đạo, làm chủ, quý vị phải xem xét á, phải bổ túc cho người ta. Như hồi tối mà những đức quan kia sắp xếp mấy anh em nói chuyện rất vui vẻ, rồi qua bên vị trí mấy cô ở bên Đại Tùng Lâm sắp xếp ngồi nói chuyện một chút rất vui vẻ, những đức đều nhắc đúng một câu là phải nuôi được cái tâm an lạc để làm việc, và phải nhìn ra được cái việc làm này là ý nghĩa để mình nuôi cái tâm an lạc để phục vụ chúng sanh. Rồi xong những đức từ bên kia mới chở về đây gặp mấy cô ở đây ngồi ăn người gói mì, mà họ ăn không những đức ngồi khóc, nhưng mà xong những đức nói chuyện cho họ vui. Những đức đều nhắc đúng cái câu là phải giữ cái tâm an lạc, giữ cái tâm vui để làm việc trong 4 ngày này. Thì quý vị biết cái chuyện mà những đức hướng dẫn đại chúng là cái chỗ nhắc nhở họ là cái gì? Vui vẻ là việc cực kỳ quan trọng. Và quý vị công nhận rằng cái cuộc đời con người không có một cái hạnh phúc nào bằng là niềm vui hết. Quý vị có giàu sang phú quý cỡ nào, quý vị có đẹp cỡ nào, quý vị gian khổ, chỉ có đúng là cái tâm quý vị phải an lạc thì dù trong hoàn cảnh nào quý vị cũng thấy nó tuyệt vời. Cái tâm an lạc là cái việc đặc biệt nhất. Vì sao Đức Thích Ca Mâu Ni ngày khuyên mình nên đi về cực lạc? Tại vì ở quốc độ cực lạc nó quá an lạc, nên cái chỗ quá tốt như vậy, nên ngài mới khuyên mình về cực lạc. Nếu như mà mình muốn về cực lạc mà ở cái cõi này mà mình nó không có cảm giác được sự an lạc thì nó không phù hợp vào nhân quả. Nên chúng ta là người niệm Phật mỗi ngày, mình phải có cái an lạc. Nên cái việc mà đi đến chùa để mà mình nghe giáo dục là cái việc cực kỳ quan trọng. Quan trọng lắm quý vị à. Bây giờ á, phương pháp tu quý vị nhìn sơ quá quý vị tu được, nhưng mà cái việc để mà vạch rõ cho hiểu một phương pháp tu thì việc này khó nè. Để nung đúc một cái pháp tu mà để cho người ta tu cả đời, đây là việc khó. Còn cái việc quý vị kêu ta niệm Phật đi, niệm Phật đi, nhưng mà ta niệm thời gian ta bỏ đó. Nhưng cái chỗ mà để bổ túc cho người ta tu cả đời được và thấy được Phật pháp là tuyệt vời, thì cái việc này phải cần thiết pháp. Nên cái việc thiết pháp là việc cực kỳ quan trọng. Quý vị biết vì sao người ta có thể tập trung về đây đông gì không? Cái sự nung đúc của những đức mà đến nỗi mà cái bà mà đi không nổi mà bà còn lết vô đây mà. Quý vị nghĩ đi, hôm qua những đức gặp cái bà cụ ở ngoài miền ngoài, bà vô, bà nói rằng là bà ngồi xe lăn vậy mà bà đi vô tới đây luôn, đi theo người ta vô đây. Nói bà không lại được mà bà đi, nói ngồi xá 2000 lại. Thì kết duyên với cái pháp hội lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị coi, có nghĩa là cái nung đúc tinh thần và cái mồi lửa là cực kỳ quan trọng. Quý vị biết rằng một cái hội chúng mà đông như vậy mà ban phục vụ có thể 4 ngày mà làm việc mà có thể làm xong mà bình thường vui vẻ, mà không có cái trạng thái bị phiền não hoặc là chán nản, là cả một vấn đề tổ chức và sắp xếp. Những đức tính từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút hết. Ví dụ như tối đêm nay lễ bên Đại Tùng Lâm bên 500 danh hiệu, là chiều thì những đức có thuê thêm 2 chiếc xe 50 chỗ và chùa mình chiếc xe 16 chỗ. Thì bắt đầu là một số Phật tử mà mình không có xe, còn những người có xe thì đi, còn những người không có xe thì lên xe lúc 3 giờ là xe người ta đến.
Bắt đầu là mình tu xong mình ra, mình ăn cơm, mình tắm hay mình lau mình mẩy xong chơi cái mình ra. Thì tại vì giờ đó mà cho tới 6 giờ luôn thì còn thời gian nhiều lắm. Thì bắt đầu là xe người ta đưa quý vị qua bệnh, xong ta chạy qua đây người ta nó rước tiếp tục. Với những đức nhờ một số đòn nếu được thì quý vị qua bị rước giùm cho người ta. Nó, ví dụ như mình nói tài xế tôi cà phê pháo giá anh chút, mình giúp cho những người người ta đi đến đây để được dự cái chương trình lễ trực tiếp cùng với ông thầy hướng dẫn. Còn đại chúng thường trụ chùa mình và một số người mà người ta quen rồi, người ta muốn ở đây lễ thì người ta cứ ở đây người ta lễ bình thường. Ở đây cũng bật máy lễ 500 danh hiệu bình thường luôn. Chùa mình thì cái việc mà trực tiếp thì chùa mình nó không phải chuyên nghiệp. Vì nhớ chùa mình không có chuyên nghiệp gì chuyện này. Mà thật sự những đức cũng không muốn chuyên nghiệp nữa. Tại vì đức muốn chuyên niệm Phật à, nên làm quạt quẹt chơi vậy thôi. Còn cái chuyện mà mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp mà để lên mạng thì cái chuyện này được rồi. Còn cái chuyện mà chùa mình, cái việc mà gọi là trực tiếp để cho lại thì cái chuyện này chùa mình không chuyên nghiệp. Dù là chùa mình giờ có tiền bỏ ra, chùa mình cũng không làm được chuyên nghiệp như người ta nữa. Tại vì mình biết cái tài năng của người trong chùa mình cỡ đó thôi à. Mình biết tới đó thôi nên mình không có đầu tư chi cái chỗ đó. Phải chi mà mình nhìn được họ có khả năng đó thì mình đầu tư liền đó. Nhưng mà họ chưa có khả năng đó mình không đầu tư. Hiểu chưa? Nó, nên từ nơi đó, thí dụ như chùa mình ấy, những chiếc máy quay phim quay cho những đức ấy, nó quay bao nhiêu năm chờ mà chiếc máy rẻ nhất, quay hoài luôn, những đức không có đổi cái dòng máy nào hết chứ. Vì sao? Vì những đức đổi thì mấy ông này sẽ nặng đầu óc. Một chiếc máy quen, ông cầm ông bấm một cái ông chỉnh màu là ông quen trong mấy năm thành chuyên nghiệp. Bây giờ những đức chỉ cần đổi một dòng máy cao cấp thì mấy chú này sẽ nặng đầu óc và có khi tu không được nữa. Mà tu không được mắc huệ mạng mới là việc cực kỳ quan trọng. Còn cái việc mà có phim coi được và có tiếng là được rồi. Còn cái mặt mà nó đã xấu rồi dù quay cỡ nào nó cũng xấu à. Thật sự mà nói thì nhiều người giảng pháp người ta rất là đẹp. Còn mình thì rất là xấu nó mới đặc biệt. Hiểu chưa? Có nghĩa là nếu mình cũng đẹp nữa thì nó bình thường như những người đẹp. Tại vì người đẹp nhiều, những người giảng pháp đa phần là nói chuyện ngọt, đẹp, đúng không? Nó, người ta bên ngành giáo dục mà nhìn người ta nó phải có một cái hình tướng gì đặc biệt. Tự nhiên lọt gan ông thầy. Nhìn mặt mày thấy gớp. Thì tự nhiên á, nhiều người đẹp mà có ông thầy như vậy thì nó mới song song chung. Hiểu chưa? Thì biết thiện và ác nó cũng là đi ngang nhau á. Nên từ nơi đó trong cái gương mặt ngầu ngầu kinh kênh, nhưng nó cũng cảm giác được cho một số người thấy lạ lạ. Thấy không? Nó, nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói rằng là vì sao mấy anh em để ý những đức khi nói chuyện, tại sao càng chia sẻ Phật Pháp thì nói chuyện có những câu những đức nói rất là kỳ cục, nghe mà nhiều người mắc cỡ lắm, nó kỳ lắm. Những đức nói những câu nó lạ, nó kỳ lắm. Mấy anh em biết vì sao những đức nói vậy không? Tại vì không có ai nói. Hiểu chưa? Nếu như quý vị mà nhìn được cái xã hội này thì quý vị sẽ biết cách để phát triển liền à. Tại vì những câu đó không ai nói. Mà không ai nói mà mình dám nói thì nó mới là độc quyền. Còn câu trao chuốt văn hoa thì nói lên nó bình thường lắm. Vì sao? Vì đa phần rồi, hiểu chưa? Ai cũng viết văn hay để mà biểu diễn hết chứ. Còn mình thì không có cái văn nào hết á. Mình lên là mình cứ là gặp đâu xào đó, xào tá lả âm binh. Nó cũng phù hợp cho cái căn tính con người bây giờ là chúng ta quá bị cái xã hội này chao đảo à. Chúng ta cũng loạn hết rồi. Nên gặp ông thầy ông xào tá lả hết trơn thì mình thấy cũng thích. Thấy chưa? Đó, thấy vỗ tay liền thấy không? Thấy không? Nó từ nơi đó mà là căn tính, biết chưa? Phù hợp căn tính. Với tính ra cái xã hội này thô tâm nhiều, dịu tâm ít. Nếu như dùng dịu tâm thì ngồi đây ngủ hết.
Nên tại sao những đức chia sẻ Phật pháp ít người ngủ? Vì những đức chia sẻ cho phần nhiều, đa phần thu tập. Quý vị tính ra trong thời mạt pháp này đi, 10 người thì hết 9 người thô tâm, đừng nói 9 người rưỡi thô tâm. Đã nói là mạt pháp mà là căn tính của chúng ta nó bèo nhèo. Nên từ nơi đó mà lên mà chúng ta ru họ là họ ngủ khò khò. Nếu vẽ tranh là ngủ khò khò. Chứ vị biết đó à, bây giờ đơn giản thôi, lên mà chỉ cần đọc kinh, giảng từ trong kinh lời tổ, giảng thật sâu vào trong lời tổ từ kinh thôi, thì 15 phút sau thì có người ngồi chứ. Thì quý vị có hay cỡ nào đi chăng nữa ngủ cũng bằng không đó. Được cái gì đâu. Thà quý vị giúp cho họ vui, họ mở mắt ra mà có những câu đột phá còn hay hơn. Thấy chưa? Thấy thích. Và từ từ dẫn dắt, dẫn từ từ đến đó. Nên á, nó dẫn có cái hay chắc chắn luôn. Nếu như không có cái hay thì không thể nào mỗi tuần chủ nhật mà 2.000 người. Nếu mà không có kết quả gì thì người ta không đến đông vậy đâu. Nhưng mà những đức hỏi rất nhiều người, mình chia sẻ người ta được lợi ích. Ta nói lợi ích rất là nhiều. Nên từ nơi đó cái việc mà những đức nhấn mạnh để quý vị là người nghe đạo phải nhớ, sanh tâm hoan hỷ là việc cực kỳ quan trọng. Nên những ngày lễ á, dù những đứa có bận cỡ nào bận, nhưng á, gặp tất cả các ban bệ phần nhiều sanh tâm hoan hỷ là đa dạng. Còn gặp Phật tử á, gặp Phật tử dạng nào thì cũng cười đại một câu đi à, cứ cười là được rồi, cứ như vậy mà làm. Vài ngày người ta về hết trơn à. Nên những đức nói với mấy cô mình, vài ngày người ta về nhà người ta hết. Bây giờ người ta có dịp người ta về chùa, các thầy, các cô, các chú cái nhiệt tình đi. Có vài ngày họ về mất tiêu hết. Trả lại cho mình cái hoàn cảnh này, muốn sao cũng được. Vô đây họ tiểu đâu thì giỏi đó, họ đi cầu đâu thì hốt dọn chỗ đó, họ muốn làm sao cũng được. Nhưng mà phải nhắc họ nhân quả phải hiểu, đúng không? Ý nói là gặp trường hợp như vậy thì mình phải giải quyết, đừng có bực bội. Nhưng mà ở trên thì mình phải có hướng dẫn người ta. Khi con người ta hiểu rồi không ai đi làm bậy làm sai bao giờ. Nhưng mà trong những điều đó vẫn có những người người ta không hiểu. Ví dụ như giờ người ta đi chùa nhiều mà ta không nghe Phật pháp, ta không nghe giáo dục thì ta không hiểu. Thì bắt đầu là người ta bừa bãi thí đại tùy tiện. Thì mình gặp những thành phần đó thì mình giải quyết vấn đề bằng cách nào? Tự mình dọn dẹp, hoan hỷ, vui vẻ, đúng không? Còn ở trên đây thì mình hướng dẫn rõ ràng, nhân quả tương động à. Nên mỗi một người đi về đây, cái việc quan trọng vô cùng của quý vị đó là gì? Sanh tâm hoan hỷ à, cười đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, quý vị nhớ. Cái vui cười và một cái lời chào lời hỏi nó quan trọng. Thí dụ như bây giờ quý vị về đây, nếu bây giờ mà những đức tiếp hết trơn những người này mà nội chào, cái chắc chiều những đức khỏi lại Bồ Tát Quán thấy không luôn. Bắt đầu lên cái là như nên kiểu đó là tiêu rồi, sao lễ nổi, đúng không? Bây giờ ngồi chia sẻ xong là nghỉ, còn chúng ta gặp gì là chào rồi đó. Nhưng mà nếu mình đến những ngày bình thường, mình đến những lúc mà mình gặp được ông thầy mà mình không chào là mình thiếu lễ. Mình gặp được mà mình không chào là thiếu lễ. Còn mình không gặp mà gì là đủ rồi. Tại vì cái lễ nó quá đông. Bây giờ mà mình ngồi đó để mà mình chào nhau thì chắc những đức chết queo quá. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó. Còn những cái việc mà mình đi đến chùa lúc bình thường, nhất định mình phải làm sao để gặp được ông thầy thì mình chào một cái, giống mình đi đến nhà người ta gặp chủ nhà mình chào một cái. Chào một cái, vui vẻ chào một cái, không có tốn một cắc bạc nào. Nhưng một cái hành động này là một cái hành động duyên phước đặc biệt. Những đức nói với vị nghe, dù là một người xuất gia đi chăng nữa, quý vị cũng phải áp dụng cái nhân cách làm người. Chứ không là quý vị xuất gia là quý vị làm Phật à. Chưa có Phật đâu, vẫn còn là phàm phu. Đã là phàm phu thì phải áp dụng nhân cách làm người. Nhớ, phải áp dụng nhân cách làm người. Thí dụ những đức nó chia sẻ Phật pháp, vị bị đau chân, vị có thẳng chân không sao đâu. Những đức có chấp.
Mình phải áp dụng cái nhân cách làm người để mình dạy người ta, là mình gặp người mình biết chào hỏi, mình nở nụ cười. Chỉ nhiêu vậy thôi là duyên mình nó có ấn tượng đặc biệt đến với người ta đó. Bây giờ quý vị làm ăn kinh doanh buôn bán gì đi chăng nữa, quý vị chỉ là một con người niềm nở vui vẻ mà bán đồ cho người ta, quý vị cũng lấy tiền. Quý vị cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt thì cũng lấy tiền. Bây giờ tại sao quý vị không biết niềm nở chào một tiếng, cười một cái rồi quý vị cũng lấy tiền, mà người ta đưa tiền cho quý vị mà trong lòng người ta thoải mái, mà lần sau người ta còn đem tiền đến đưa quý vị nữa. Còn cái mặt chầm dầm chù ụ như cái mền cái gói thì quý vị cũng bán lấy tiền, nhưng người ta nói lần sau đố mà lỡ mua cái tiệm của con bà này nè, thì sao lỡ gặp cái bà này là thấy cái mặt kỳ cục quá, gặp là thấy nặng nề, không biết chữ chồng chữ con một đời nào mà tự nhiên bước ra bán đồ mà nhìn cái mặt thấy gớm, thấy không? Nên cái chuyện mà buôn bán là gương mặt tươi vui, một lời nói ngọt ngào. Nên người xưa nói câu á, lời nói không mắc tiền mua, đúng không? Nên nói chuyện mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cái này quan trọng lắm nha quý vị. Làm được thì cố gắng duy trì, mình cố gắng mình làm cho đặc biệt. Thí dụ như bây giờ nếu như mà đi đến đây mà những đức mà lạng hoạng, nói chuyện sốc hước mà cái kiểu mà không lo lắng gì cho người ta, đố với quý vị mà người ta về đây. Bây giờ tất cả quý vị nếu không thích ở đây, vì đây về đây làm gì? Phải thích mới về, không thích là không về. Thấy không? Bản thân mỗi một con người chúng ta phải hiểu nguyên lý này. Khi hiểu rồi thì tức khắc chúng ta sống, chúng ta biết kết duyên, tu phước tu duyên với con người ta. Nhất là cái cơ hội mà gặp nhau trong một cái hội chúng gì, rồi những ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà khắp nơi nơi tập trung về, dù gặp một người lạ, lão quất lão quơ chưa từng biết mặt, gặp một cái đã là ở trong chùa, thì gặp nhau một cái là gì? A Di Đà Phật. Cứ gặp nhau cái là cứ như vậy. Là quý vị biết nha, cái cơ hội mà quý vị đi đến đây đó, trời ơi quý vị tu phước duyên thôi, nó quá đặc biệt. Bây giờ quý vị chỉ cần gặp người ta chắp tay A Di Đà Phật miệng nở, nở nụ cười cái thôi, thì đời đời kiếp kiếp tất cả những người đó gặp quý vị, người ta đều niệm một câu A Di Đà Phật, người ta nở nụ cười lại với quý vị. Còn bây giờ quý vị gặp ai mà người ta gặp quý vị mà người ta kênh với quý vị, thì mình biết rằng là nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng kênh với người ta. Mình kênh với người ta nên đời này người ta kênh lại với mình đó. Nên bây giờ quý vị vô một cái hội chúng này nè, từ chỗ ngủ, chỗ ăn, thấy không? Và nhà vệ sinh, quý vị đi quý vị sẽ gặp quan gia, hay là quý vị gặp người thiện duyên với mình là biết liền. Cứ đi đến nhà ăn, đi lên chánh điện, đi đến chỗ ngủ, rồi mình đi vô nhà vệ sinh, rồi quý vị gặp thuận duyên hay nghịch duyên, quý vị sẽ thấy rõ liền. Ở đây trong 4 ngày đi rồi sẽ biết ai là người thuận duyên và ai là người nghịch duyên liền. Thì quý vị sẽ biết được rằng quan gia ở đâu. Quan gia đang ở đây nè, đang ngồi chung cái bên á. Nhiều người chúng ta cứ là nói rằng nghiệp tôi nặng quá. Hỏi nghiệp nặng, chỗ nào nghiệp nặng? Không biết. Bậy ghê. Cái nghiệp nặng là đối với con người ấy, chúng ta có thể xả được cái tâm không vừa lòng không? Đối với con người thương yêu mà chúng ta xả được cái tâm dính mắc không? Thì biết mình nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ liền, là ngay con người để mà điều chỉnh á. Chứ bây giờ nói nghiệp nặng mà vô hình chung không thấy, vậy thì nói làm chi cho nó mệt. Cái mà chúng ta xác thực nhất mới là Phật Pháp. Còn cái mà chúng ta không thấy không biết gì hết trơn thì cái chuyện đó đừng có nói tới, hiểu chưa? Nên cái chỗ xác thực nhất là quý vị sẽ gặp phải những sự việc trên chánh điện, ngay nhà ăn, ngay nơi lấy cơm, ngay nhà vệ sinh, ngay chỗ ngủ. Đó, quý vị sẽ gặp những trường hợp đó mà quý vị bây giờ phải sanh tâm hoan hỷ nè. Để mà 4 ngày này để đem phước duyên về nhà, ầm ầm đem về nè, giác gánh lôi kéo về nè. Còn nếu như bây giờ mà 4 ngày nay đi đến đây mà nếu không vừa lòng không vừa ý đó nghe, bữa đi về cuối cùng chở xe rác về. Đúng không? Về chồng hay vợ hay người thân nói, ủa nghe nói đi lễ 2000 lại mà sao về thấy cái mặt giống toàn là rác rưới không vậy? Nếu như mà quý vị chở một xe phước duyên về nhà thì quý vị đi bước lên xe là cứ
Cứ niệm Phật mà cái mặt cười cười là biết đem phước duyên về. Vừa bước vô nhà cái gặp ai ở nhà cũng là vô cùng vui vẻ hoan hỷ, là quý vị đi biết đem một đống phước duyên về rồi đó nghe. Còn nếu như lễ xong rồi mà ra xe trưởng đoàn rồi này kia la lối sùm, nhanh lên mấy bà ô, tôi chờ hồi nãy tới giờ mệt lắm rồi, lên xe liền, chậm tôi bỏ bây giờ, là biết rồi. Biết 4 ngày bà này toàn đi lụm rác. Bà đi lụm rác nên bà mới sân si như vậy chứ người ta đi tu. Chứ nếu như bà lụm phước duyên về là bà không bao giờ sân si như vậy đâu. Bây giờ đã 4 ngày được rồi, tới ngày cuối cùng lại xong rồi, cứ từ từ chị em, đi vệ sinh đi tiểu gì đi, ngồi chơi đi, sớm muộn gì tối hôm nay cũng về nhà, yên tâm, cứ từ từ. Biết là bà này đem một đống phước duyên về. Còn nếu như mà bà tu xong mà bà không đạt được cái gì, thì khi bà bước lên xe là, lẽ mấy bà ơi, lên xe về liền đi, mấy 4 ngày nay ở đây rồi, không biết nhà tu 6 nhà kìa, tranh thủ đi. Là biết cái bà này trong 4 ngày tu ở đây, bà không lụm được phước duyên, mà bà lụm được rác đem về. Nhắc cái này quan trọng vô cùng, quá quan trọng luôn. Nên nó làm ăn mà không thạnh thì làm ăn chi cho nó mệt, không? Đi tu mà không được cái gì thì tu chi. Nên cần có ông thầy nhắc nhở là việc cực kỳ quan trọng quý vị. Tích tụ phước duyên là cái việc cực kỳ quan trọng đó. Nên hiện đức chỉ điểm quý vị mấy chỗ mà quý vị sẽ gặp phải đó. Cả đi vô tới chánh điện này mà còn gặp nè quan gia, vừa đặt cái mông xuống ngồi nó nói chỗ của tôi. Đi 3-4 chỗ ngồi, ngồi chỗ nào nó cũng nói chỗ của tôi. Cuối cùng nghe ngoách, để tao ra ngoài ghế mà kia tao ngồi, có thằng nào con nào nói chỗ của nó không biết. Là mình biết nghiệp mình nặng rồi đó, hiểu không? Còn bây giờ á, mình vừa đặt mông xuống ngồi, chỗ của tôi, à chỗ của chị, đi tôi đi lên kia, lần kia chỗ của tôi, à ai với đạo Phật, tôi lợi chỗ kia, lợi chỗ thứ ba chỗ của tôi, à được, lợi đằng kia, lợi hoài từng chỗ, cuối cùng ngồi xuống, không có ai nói chỗ của họ nữa, gì mình nói, à vậy là chỗ này chỗ của mình. Thấy chưa, chỗ này chỗ của mình, được rồi đó. Rồi, vậy thì 4 con nợ kia nó đòi nợ xong. Còn nếu như quý vị gặp trường hợp nó nói chỗ của nó, quý vị quay lại nói, chùa có ai à? Chùa Thượng Xây, thầy Nhân Đức đây quản lý hết trơn mà sao chỗ của bà, sao chỗ của chị? À, thì ai ngồi trước thì ngồi trước, chứ chị nói chỗ của chị là sao? Thì biết mình là tu cỡ nào rồi đó. Dạng mình là dạng công phu cao á nha. Cao mà rớt xuống á, thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị phải hiểu cái nguyên lý này. Khi hiểu rồi là mình biết mình tu sao liền à. À, ví dụ như bây giờ quý vị đi đến một cái nơi nào đó, người ta cúng dường chay tăng, tự nhiên người ta có quy tắc sắp xếp là, ví dụ như trên hòa thượng, kế thượng tọa, tỳ kheo, rồi tỳ kheo ni, rồi xuống từng cấp, đó là ban tổ chức sắp xếp, có vị trí sắp xếp, đó là một cái đội ngũ cúng chay tăng hay gì đó, người ta sắp xếp nội bộ của người ta. Thì bắt đầu là mình bước vô thì người ta sắp đâu mình ngồi đó, người ta sắp đâu mình ngồi đó. Còn ví dụ như mình là một vị tu nhiều năm đi chăng mà người ta đưa mình tuốt dưới luôn ngồi, nó cũng có những cái việc vậy nữa, đưa mình tuốt dưới ngồi dưới á. Mình lỡ mình thiếu nại mình nói nè, ồ ban tổ chức ơi, tôi tỳ kheo nè, tôi là thượng tọa nè, tại sao đưa tôi tuốt dưới tôi ngồi kỳ á? Là mình biết cái người này tu làm sao rồi đó. Người này tu sao là quý vị hiểu liền à, hiểu chưa? Còn nếu họ được sắp tuốt ở phía sau mà họ ngồi tuốt phía sau quan hỷ phía sau á, họ bị này thượng tọa thì kheo tu nhiều năm luôn, vậy mà tôi xuống tuốt dưới ngồi sau sa di dưới á, à mà ta đưa xuống dưới ta ngồi dưới á, mà người này vẫn ngồi dưới đó niệm Phật quan hỷ bình thường vậy đó. Mà quý vị chờ xem, khi cúng chay tăng từ trên xuống dưới cúng ào ào vậy đó, vậy mà cái ông phước duyên mà ông ngồi dưới đó tuốt ở dưới thấp ở dưới đó đó, vậy mà ta đem ta cúng ào ào ổng ở dưới. Tại vì sao? Vì cái phúc báo của ổng nó dày quá, dù ổng ngồi gốc cây nó cũng cúng ổng nữa, chứ không phải là đưa trước mặt tiền mà ổng cúng đâu, không phải đâu. Do cái phước trong mạng mình, chỉ cần mình hạ được cái tâm của mình thì mình là người tu. Cái tu quan trọng nhất là gì? Hạ được cái tâm mình hay không. Khi buồn giận thì có, nhưng mà lâu hay mau, cái này cái quan trọng nè.
Thí dụ như lúc mình chưa tu thì mình dặn một tháng, nhưng khi mình tu rồi từ từ mình dặn nửa tháng, mình tu từ từ nữa mình dặn 10 ngày, mình tu từ từ nữa mình dặn 5 ngày, mình tu từ từ nữa mình dặn 5 tiếng, rồi từ từ mình tu còn dặn có 1 tiếng. Cuối cùng chỉ còn một niệm A-di-đà Phật. Rồi đạt rồi đó. Cứ từ công đoạn, từ công đoạn, từ công đoạn vậy. Những đức nói với vị nghe, như ở chùa mình bây giờ hiện tại 4 đạo tràng thì khoảng 1.300 người. Nếu như quý vị kêu những đức mà dặn đại chúng trong chùa thì chắc những đức chết trước mấy bà già, tóc cũng bạc nhiều mấy bà luôn, là te tua tả tơ. À, quý vị lâu lâu vì về chùa nghe quý vị thấy những đức, quý vị thấy những đức coi được hơn hồi đó đúng không? Đúng không? À, càng tu nó càng thấy sáng chứ không phải là thâm kim, hiểu không quý vị? Có nghĩa là có kết quả. Vì Phật nói là tướng do tâm sanh. Nếu như á, cái tâm này mà nó phiền não thì cái tướng nó sẽ phiền não liền. Và lên nói chuyện là quý vị nãy giờ mệt mỏi lắm, vì phiền não nó bỏ ra phiền não, biết chưa? Chúc quý vị an lạc, ai về đọc rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh